Chào bạn, hôm nay mình sẽ nói về nội dung thu hút FDI vào các cái khu công nghiệp của thành phố Hà Nội. Thì cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng mở rộng và việc mở cửa thị trường ngành dịch vụ trở thành một trong những cái nội dung quan trọng của các đàm phán thương mại song phương và đa phương, và cũng như các cái khu phân khu hợp tác quốc tế. Trong vòng 30 năm qua thì tại các thành phố lớn của châu Á, Thái Bình Dương trải qua một lần sáu phát triển dịch vụ mà không trải qua bước phát triển và vận tốc như các nước khởi công nghiệp như các đô thị thị trường lớn phương Tây. Và đối với những thành phố đang phát triển như là Hà Nội thì ở nơi mà có nhiều khu công nghiệp FDI và các khu công nghiệp có vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Với đề tài thu hút FDI vào các công nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh, thì ở đây thì sẽ tập trung và làm rõ vấn đề thu hút FDI vào các khu vực trên địa bàn của Hà Nội trong năm 2018-2021, và trên cơ sở những quan điểm định hướng thu hút FDI của thành phố thì sẽ đề xuất những giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2025 và tầm nhìn 2030, hoàn thiện thủ tục hành chính, hoàn thiện những chính sách thu hút FDI và nâng cao xúc tiến đầu tư. Mong các bạn hãy cùng đón xem với mình cái nội dung này. Ở phần này thì đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái tính cấp thiết của nội dung. Thì cùng với cái xu hướng quốc tế hóa đời sống kinh tế xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế của nước ta. Đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang có sự vốn trong nước và quyết định nhưng muốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài FDI cũng như có vai trò hết sức quan trọng. Hơn nữa, ngoài ý nghĩa về vốn thì đầu tư FDI còn giúp tiếp thu công nghệ hiện đại và những kinh nghiệm quản lý tiên tiến để dòng vốn FDI trên toàn cầu cũng như các khu vực và các nền kinh tế trong những năm gần đây có xu hướng giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau như là những bất ổn chính trị trên thế giới, trong đó nổi bật là tác động về bất động về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ Trung, sự kiện Brexit và đại dịch Covid xuất hiện đã và đang lan rộng khắp toàn cầu. Còn với nền kinh tế đang trên đà phát triển và cùng với đó là sự ổn định chính trị xã hội, thì Việt Nam đã tạo ra những niềm tin mạnh mẽ đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cái việc tăng trưởng dương trong năm 2020 bất chấp các cái lao động đáng kể của dịch Covid để hoạt động kinh tế, và Việt Nam trở thành những ứng cử viên sáng giá trong cái quá trình chuyển dịch chuỗi giá trị ở châu Á. Và qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình về tái đẩy mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thủ đô nhanh và bền vững trong giai đoạn 2016-2020, thì kinh tế thủ đô đã có nhiều chuyển biến rõ nét, như là môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể, dòng vốn FDI đầu tư của thành phố Hà Nội liên tục tăng, đặc biệt các cái dòng vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng được cải thiện. Sự tăng trưởng của nguồn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói chung, còn làm thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp mới. Và vì vậy, Hà Nội được xem như là một trong những điểm sáng trong việc thu hút FDI. Mặc dù thu hút FDI, tuy nhiên thực tế thu hút FDI vào Hà Nội nói chung và khu công nghiệp trên địa bàn và riêng còn nhiều tồn tại như là vấn đề về tổ chức thực thi bài bản môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng xuất phát từ thực tiễn địa phương thì tập lựa chọn cái nội dung là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp của Hà Nội. Về cái đối tượng và mục tiêu nghiên cứu thì mục tiêu nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn thu FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Về mục tiêu nghiên cứu D
đề xuất giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Nhiệm vụ nghiên cứu là đối với cái đối tượng và mục tiêu nghiên cứu đã nêu thì tác giả xác định những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như là hệ thống hóa, làm rõ các cơ sở lý luận và thực hiện. Và kinh nghiệm thực tiễn thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp theo là phân tích làm rõ thực trạng thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội 2018-2021. Và cuối cùng, từ cái quan điểm định hướng thu hút FDI của thành phố Hà Nội và đề xuất ra những cái giải pháp tăng cường thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Về cái phương pháp nghiên cứu thì tác giả đã sử dụng cái phương pháp di vật biện chứng và di vật lịch sử làm nền tảng cho nghiên cứu đề tài, nghiên cứu nội dung. Theo là cái phương pháp nghiên cứu cụ thể, phương pháp đầu tiên ở đây nói đến là cái phương pháp thu thập dữ liệu, là cái quá trình thu nhập và đo lường thông tin về các biến được nhằm mục tiêu trong một hệ thống đã được thiết lập, và sau đó cho phép một người trả lời các câu hỏi có liên quan gọi là kết quả. Và trong khóa luận thì tác giả chỉ đề cập các dữ liệu thứ cấp, các cái dữ kiện thứ cấp được thu thập từ nguồn của cơ sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, của trung tâm quốc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, báo cáo kinh tế xã hội thành phố Hà Nội năm 2018-2021. Thì tác giả đã sử dụng các cái dữ liệu này để làm rõ các cái vấn đề về thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về phương pháp thứ hai đó chính là phương pháp xử lý dữ liệu, là cái việc mà xử lý những cái mục dữ liệu đã thu thập để tạo ra những thông tin có ý nghĩa. Và trong bài thì đã sử dụng những cái dữ liệu cụ thể như là cái phương pháp thống kê những thực trạng thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố thành các cái bảng số liệu và thống kê những cái nhân tố ảnh hưởng đến đã thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, từ đó thì đưa ra những cái giải pháp huy động những cái ưu điểm và những cái nhược điểm đó. Và tiếp theo là phương pháp so sánh, thì sau khi thu thập dữ liệu thì đã tiến hành so sánh về tình hình thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, những cái chính sách nhằm thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 giai đoạn 2021 để làm rõ những thành công và những vấn đề tồn tại trong các thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố hiện nay. Về kết cấu của nội dung, ngoài phần mở đầu và kết luận danh mục từ viết tắt thì danh mục hình thái tham khảo thì chương về nội dung sẽ đi vào những phần cụ thể. Ở chương 1 là một số lý luận về kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Tiếp theo là chương 2 sẽ đi vào việc phân tích và đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp. Về chương 3 là định hướng và giải pháp thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố 2021-2025 và nhìn đến năm 2030. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần nội dung của chương 1, là một số lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Về cái vốn đầu tư trực tiếp trong ngoài FDI, thứ nhất là chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm và đặc điểm. Thì cái khái niệm FDI ở đây là theo quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 1993 và tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD.
CD năm 1996. Đã đưa ra những định nghĩa về thu hút vốn đầu tư FDI như sau. Đầu tư FDI là cái hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được cái lợi ích lâu dài trong doanh nghiệp, hoạt động ở nền kinh tế khác với nền kinh tế nước chủ đầu tư, và ngoài cái mục đích lợi nhuận, nhà đầu tư còn mong muốn giành quyền quản lý doanh nghiệp, thực sự doanh nghiệp và mở rộng thị trường. Và trong định nghĩa này, FDI hàm ý chỉ nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể tới việc quản lý điều hành doanh nghiệp ở nền kinh tế khác. Sự đầu tư này bao gồm giao dịch ban đầu giữa hai chủ thể, giao dịch về sau giữa hai bên và giao dịch giữa các cơ sở chi nhánh nước ngoài, cả chi nhánh có gắn kết và không gắn kết. Dòng vốn FDI có thể là do cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện để cung cấp trực tuyến hoặc thông qua doanh nghiệp liên quan cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc nhận được từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác. Và trong cái bài viết ấy, thương mại đầu tư trực tiếp nước ngoài của Tổ chức Thương mại Thế giới thì nội dung được trích dẫn là FDI đã xảy ra khi nhà nước đầu tư từ một nước, ở nước có chủ đầu tư có được tài sản ở nước khác, nước thu hút đầu tư cùng với quyền quản lý tài sản đó. Phương diện quản lý là yếu tố để phân biệt FDI với công cụ quản lý khác. Tài sản mà nhà đầu tư quản lý ở nước ngoài phần lớn là cơ sở kinh doanh. Ở trong những trường hợp đó, nhà đầu tư được gọi là doanh nghiệp mẹ, tài sản được gọi là doanh nghiệp con hay những doanh nghiệp chi nhánh. Và từ những quan điểm đã nêu thì có thể hiểu vốn FDI là cái hình thức nhà đầu tư nước ngoài được chuyển tiền công nghệ từ nước này sang nước khác, đồng thời nắm quyền quản lý điều hành với các mục tiêu lợi nhuận kinh tế từ nước trực tiếp đầu tư. Về đặc điểm thì FDI chủ yếu là đầu tư tư nhân với mục đích hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận. Theo cách phân loại doanh nghiệp nhà nước của nhiều tài liệu và theo quy định của pháp luật nhiều quốc gia, FDI là đầu tư tư nhân. Thì tuy nhiên luật pháp của một số nước ví dụ như Việt Nam thì quy định trong cái trường hợp đặc biệt thì FDI có thể sự tham gia góp vốn nhà nước của chủ thể là tư nhân hay nhà nước, và cũng cần khẳng định FDI có mục đích ưu tiên hàng đầu là lợi nhuận để các nước nhận đầu tư, nhất là các nước đang phát triển. Đặc biệt lưu ý điều này khi tiến hành thu hút FDI, các nước thực hiện vốn FDI cần phải xây dựng cho mình một cái hành lang pháp lý đủ mạnh và cái chính sách thu hút FDI phục vụ cho những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nước mình, và tránh tình trạng FDI chỉ phục vụ cho mục đích kiếm lợi nhuận của các cái chủ đầu tư. Các chủ đầu tư nhà nước thì phải đóng góp một phần cái tỷ lệ vốn tối thiểu trong cái vốn pháp định hoặc là vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, từng bước để giành quyền kiểm soát, tham gia kiểm soát doanh nghiệp được đầu tư. Các nước thường quy định không giống nhau về vấn đề này. Ở Việt Nam theo luật đầu tư năm 2014 thì không phân biệt đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, mà gọi chung là đầu tư kinh doanh. Và tỷ lệ góp vốn của các cái chủ đầu tư sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, và đồng thời lợi nhuận và rủi ro sẽ được phân chia dựa vào tỷ lệ này. Chủ đầu tư tự quyết đầu tư, quyết định sản xuất kinh doanh và tự trách nhiệm về lỗ lãi
Tổ chức này mang cái tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao, không có ràng buộc về chính trị. Thu nhập đầu tư phụ thuộc vào việc kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tư, thì nó mang cái tính chất thu nhập kinh doanh mà không phải lợi tức. Tiếp theo là FDI thường kèm theo chuyển giao công nghệ cho các nước tiếp nhận đầu tư thông qua việc đưa máy móc, thiết bị bằng phát minh, sáng chế các cái ký quyết kỹ thuật, cán bộ quản lý và nước nhận đầu tư để thực hiện dự án. Về việc phân loại thì các hoạt động FDI có thể được phân loại theo nhiều hình thức khác nhau và cụ thể theo cách xâm nhập theo quan hệ ngành nghề, lĩnh vực của chủ đầu tư và đối tượng tiếp nhận đầu tư, theo định hướng của các nước nhận đầu tư, theo định hướng của chủ đầu tư và hình thức pháp lý. Theo là theo cách thức xâm nhập thì đầu tư mới New Investment là một công ty đầu tư để xây dựng một số cơ sở sản xuất, cơ sở marketing hay cơ sở hành chính mới, trái ngược với việc mua lại những cơ sở tổ chức kinh doanh đang hoạt động. Như tên gọi đã thể hiện, hãng đầu tư thường mua một mảnh đất trồng và xây dựng một mảnh một nhà máy sản xuất, chi nhánh marketing hoặc các cơ sở khắc phục cho cái mục đích sử dụng của mình. Tiếp theo là mua lại, là cái việc đầu tư hay trực tiếp của một công ty hoạt động hay cơ sở sản xuất kinh doanh. Về sự xác nhập là một dạng đặc biệt của mua lại, mà trong đó hai công ty sẽ cùng góp vốn chung để thành lập công ty mới và lớn hơn. Xác nhập là hình thức phổ biến hơn giữa các công ty có cùng quy mô, bởi vì họ có cái khả năng hợp nhất các hoạt động của mình trên cơ sở cân bằng tương đối. Giống như liên doanh, xác nhập có thể tạo ra rất nhiều những kết quả tích cực, bao gồm sự học hỏi và chia sẻ nguồn lực giữa các đối tác với nhau, tăng cái tính lại lợi ích kinh tế của quy mô, giảm chi phí bằng cách loại bỏ những hoạt động thừa, các chủng loại sản phẩm, dịch vụ bán hàng rộng hơn và hình thức và sức mạnh thị trường lớn hơn. Sự xác nhập qua biên giới cũng đối mặt với nhiều thách thức do những cái khác biệt về văn hóa này, về chính sách cạnh tranh hay là những cái giá trị doanh nghiệp và phương thức hoạt động sử dụng vốn và phương thức hoạt động của các quốc gia. Để thành công đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, lập kế hoạch và những cam kết trước chắc chắn. Tiếp theo là cái theo định hướng của nước nhận đầu tư thì bao gồm có FDI thay thế nhập khẩu. Hoạt động FDI được tiến hành nhằm sản xuất và cung cấp, cung ứng cho thị trường nước nhận đầu tư các sản phẩm mà trước đây nước này phải nhập khẩu. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức FDI này sẽ là dung lượng thị trường, các cái rào cản thương mại với nước tiền đời tư và chi phí vận tải. Tiếp theo là FDI tăng cường xuất khẩu thì thị trường hoạt động này dẫn đến nhắm tới không hoặc lại không chỉ dừng lại những các nước cũng đầu tư mà các cái thị trường rộng lớn trên toàn thế giới và có thể có cả các thị trường nước chủ đầu tư. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dòng vốn FDI theo hình thức này là cái khả năng cung ứng các yếu tố đầu vào mới giá rẻ của các nước nhận đầu tư, mua vật liệu, bán sản phẩm. Tiếp theo là FDI theo các định hướng khác của chính phủ. Thì chính phủ của các nước nhận đầu tư có thể áp dụng các cái biện pháp khuyến khích đầu tư, thể hiện điều chỉnh dòng vốn FDI chảy vào nước mình theo đúng ý đồ của mình. Ví dụ như là sự tăng cường thu hút FDI, giải quyết tình trạng thâm hụt và cán cân thanh toán theo quan hệ về ngành nghề, những lĩnh vực chủ đầu tư và đối tượng nhận trực tiếp nhận đầu tư. Theo chỉ tiêu này, FDI được chia thành 3 hình thức. FDI theo chiều dọc thì nhằm khai thác tài nguyên vật liệu,
hoặc để gần gũi người tiêu dùng hơn thông qua việc mua lại các kênh phân phối ở lĩnh vực đầu tư. Như vậy thì doanh nghiệp và chủ đầu tư nhận đều từ năm nhận đầu từ năm trong cùng một dãy chuyển sản xuất và phân phối sản phẩm cuối cùng. Tiếp theo là FDI theo chiều ngang. Hoạt động FDI được tiến hành nhằm sản xuất cung loại sản phẩm hoặc các cái sản phẩm tương tự như là chủ đầu tư đã sản xuất ở các nước chủ đầu tư. Để như vậy, yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và hình thức FDI này chính là sự khác biệt của sản phẩm thông thường. FDI theo chiều ngang được tiến hành nhằm tận dụng các lợi thế độc quyền hoặc độc quyền nhóm đặc biệt khi việc phát triển thị trường trong nước vi phạm luật chống độc quyền. Về FDI hỗn hợp thì doanh nghiệp và chủ đầu tư doanh nghiệp tiếp nhận đầu tư hoạt động trong các ngành nghề lĩnh vực khác nhau theo định hướng của chủ đầu tư theo chỉ tiêu này. FDI được chia thành hai hình thức: FDI phát triển nhằm khai thác các lợi thế về quyền sở hữu của doanh nghiệp ở mức nhận đầu tư. Hình thức đầu tư này giúp chủ đầu tư tăng lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu nhờ mở rộng thị trường ra nước ngoài. FDI phòng dự nhằm khai thác nguồn lao động rẻ ở các nước nhận đầu tư với mục đích giảm chi phí sản xuất. Và như vậy thì lợi nhuận của các chủ đầu tư cũng sẽ tăng lớn. Về phương pháp phân loại các bạn thứ tiếp theo là theo hình thức pháp lý thì hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh, và trong đó quy luật quy định rõ về trách nhiệm chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới. Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại các nước trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký kết giữa hai bên hoặc nhiều bên. Để trường hợp đặc biệt có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa các quốc gia để tiến hành đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là các doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nhà nước, do đầu tư nhà nước thành lập tại quốc gia sở tại và tự quản lý chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. Theo là hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT. BOT thì có nghĩa là xây dựng, vận hành và là chuyển giao. Tiếng Anh là view, operate, và transfer là cái hình thức đầu tư dưới dạng hợp đồng do nhà nước kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn xây dựng trước, build và sau đó vận hành và khai thác operate một thời gian và cuối cùng là chuyển giao transfer từ nhà nước sở tại. Tương tự BOT còn có loại hai loại hình thức khác là BOT và BT, BTO, build transfer operate cũng như là xây dựng chuyển giao kinh doanh là cái hình thức đầu tư được ký giữa cái cơ quan nhà nước thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình. Sau khi xây dựng xong thì nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho nước sở tại và chính phủ dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong thời hạn nhất định để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Còn BT là build transfer có nghĩa là xây dựng chuyển giao, là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng. Sau khi xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình cho nhà nước sở tại và chính phủ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận và thanh toán cho nhà đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT. Và tùy theo từng công trình và cái mục đích của nhà nước họ thực hiện các loại hình BOT
Vito hay là VT. Tiếp theo là nội dung về khu công nghiệp. Đầu tiên là sẽ đi vào cái khái niệm và đặc điểm. Thì khái niệm trên thế giới loại hình khu công nghiệp đã là một đã có cái một cái quá trình lịch sử phát triển hơn 100 năm nay, thì là tùy thuộc vào điều kiện và vị trí địa lý ở Trung Quốc, địa lý chung của quốc gia. Và khu công nghiệp có những cái nội dung hoạt động khác nhau và có những tên gọi khác nhau, nhưng chúng đều mang cái tính chất và đặc trưng của công nghiệp. Theo Ngô Quốc Ca thì hiện nay trên thế giới có hai loại hình mô hình phát triển khu công nghiệp, từ đó hình thành hai cái định nghĩa khác nhau về khu công nghiệp. Khu công nghiệp là khu vực lãnh thổ rộng lớn có ranh giới địa lý xác định, trong đó chủ yếu là phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp và có đan xen với nhiều hoạt động dịch vụ đa dạng và có cư dân sinh sống trong khu. Ngoài chức năng quản lý kinh tế, bộ máy quản lý các khu này còn có chức năng quản lý hành chính, quản lý lãnh thổ. Khu công nghiệp theo quan điểm này về cái hình về thực chất là một khu hành chính kinh tế đặc biệt, như các cái công viên công nghiệp ở Đài Loan, Thái Lan và số nước Tây Âu. Khu công nghiệp là khu vực lãnh thổ có cái giới hạn nhất định, trong đó tập trung các cái doanh nghiệp có công nghệ và dịch vụ sản xuất công nghiệp, không có cư dân sinh sống và được tổ chức hoạt động
theo cơ chế ưu đãi cao hơn so với các khu vực lãnh thổ khác. Theo quan điểm này, ở một số nhà nước và vùng lãnh thổ như là Malaysia, Indonesia đã hình thành nhiều khu công nghiệp với quy mô khác nhau, và đây cũng là loại hình khu công nghiệp mà nước ta đang áp dụng hiện nay. Ở Việt Nam, khu công nghiệp có nhiều cách hiểu khác nhau và được quy định các cái văn bản pháp luật khác nhau. Thì theo cái nghị quyết số 129 CP ngày 28/12 năm 1994 của Chính phủ, chỉ thị khu công nghiệp được hiểu là khu công nghiệp được tập trung do Chính phủ thành lập, có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp, không có cư dân sinh sống. Và theo nghị định số 29/2008/NDCP ngày 4/3/2008 của Chính phủ, thì khu công nghiệp là khu chuyên để sản xuất hàng công nghiệp, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không được thành lập, được thành lập theo điều kiện và trình tự thủ tục quy định tại nghị định này. Và theo nghị định số 82/2018/NDCP thì khu công nghiệp là cái khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại nghị định này. Và theo luật đầu tư số 61/2020/QH ngày 17/6/2020 của Bộ, thì khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Tóm lại, khu công nghiệp là khu tập trung các doanh nghiệp, và khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có cơ dân cư sinh sống do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Trong khu công nghiệp thể hình thành doanh nghiệp thể xuất và khu công nghệ cao, về đặc điểm thì hiện nay khu công nghiệp là một loại hình phát triển phổ biến ở hết tất cả các quốc gia. Thì mỗi khu công nghiệp ấy, thì có những đặc điểm khác biệt về quy mô, địa điểm cũng như kích thước xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì nhìn chung khu công nghiệp có một số những đặc điểm chính như sau. Thứ nhất là về tính chất hoạt động, thì khu công nghiệp là nơi không có dân cư, là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khu công nghiệp, là nơi xây dựng để phục vụ các đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp hoặc các đơn vị doanh nghiệp dịch vụ gần liên với sản xuất công nghiệp. Tiếp theo là về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp đều xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đường xá, hệ thống điện nước, điện thoại. Các công ty phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp sẽ xây dựng các kết cấu cơ sở hạ tầng, sau đó được phép cho các cái doanh nghiệp về doanh nghiệp khác thuê lại. Về cái tổ chức quản lý và trên cơ sở thực tế, các khu công nghiệp đều thành lập một hệ thống ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để xem xét thực hiện các cái chức năng quản lý của nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Ngoài ra, tham gia vào quản lý tại các khu công nghiệp còn có nhiều bộ như là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thương mại hoặc là Bộ Xây dựng. Về các loại hình khu công nghiệp thì theo luật đầu tư số 61/2020/QH 1 ngày 17/6/2020
Phố Hội thì khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện dịch vụ cho sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ diện tích đất cho các cái dự án đầu tư vào ngành nghề công nghiệp hỗ trợ thuê lại tối thiểu đạt 60% diện tích đất nông nghiệp và các doanh nghiệp có thể cho thuê khu công nghiệp. Tiếp theo là về cái khu công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp thì trong đó các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết hợp tác trong sản xuất để thực hiện hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế môi trường xã hội của các doanh nghiệp. Khu công nghiệp đô thị dịch vụ gồm các khu chức năng. Khu công nghiệp là khu chức năng chính, khu đô thị dịch vụ có chức năng hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội cho khu công nghiệp. Nhà ở, bệnh viện, trường học, trung tâm nghiên cứu phát triển, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp và một số hạng mục công trình kinh tế xã hội khác cần thiết cho việc phát triển đồng bộ bền vững của khu được đầu tư xây dựng đảm bảo sự phát triển hiệu quả bền vững về kinh tế xã hội, môi trường của khu doanh nghiệp, quy mô diện tích khu đô thị dịch vụ tối đa không vượt quá 1/3 quy mô diện tích khu công nghiệp. Tiếp theo là về cái nguyên lý cơ bản thu FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Thì nguyên tắc yêu cầu thu FDI vào các khu công nghiệp phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển của địa phương. Mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phù hợp với các ngành lĩnh vực và thành phố có thế mạnh phát triển, phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại vùng quốc gia. Trên cơ sở mục tiêu thu hút FDI, xác định mục tiêu thu hút FDI, lập kế hoạch đề án chương trình xúc tiến đầu tư thu hút đầu tư FDI vào khu công nghiệp, thu hút có trọng tâm trọng điểm, sẵn sàng từ chối những dự án không phù hợp. Thay vì thu hút ồ ạt, nước sở tại hoặc địa phương tiếp nhận đầu tư chấp nhận chọn lọc các dự án đầu tư FDI có chất lượng, có chọn lọc để đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững trong tương lai là một trong những yếu tố cho thấy FDI đang thiên hướng về chất lượng, là cái dịch vụ thu hút FDI vẫn đảm bảo tình trạng thu hút nhiều lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và trong các dự án công nghệ cao thì công nghệ thông minh và không tác động xấu tới môi trường. Theo là cái nguyên tắc là phải tuân thủ cái pháp luật Việt Nam thì hoạt động đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ những quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác liên quan ở Việt Nam, trừ trường hợp một số vấn đề và văn bản pháp luật có cái hình thức từ luật trở xuống và từ điều ước quốc tế có liên quan có quy định khác nhau thì ưu tiên được thực hiện theo cái điều ước của quốc tế. Tiếp theo là phải đảm bảo cái sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Nhà nước phải đảm bảo không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.
cũng như những cái nhà đầu tư nước ngoài với nhau, được thể hiện tại luật đầu tư năm 2020 về cơ bản các cái biện pháp đầu tư, biện pháp khuyến khích đầu tư, quyền và nghĩa vụ của các cái đồng của các nhà đầu tư, chủ đầu tư đều được quy định chung cho tất cả các nhà đầu tư và không có sự khác biệt hay là sự phân biệt đối xử nào. Về việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư thì mỗi dạng FDI đều có những hạn chế cũng như lợi thế cho các bên tham gia đầu tư. Thì thông thường trong mỗi thời gian đầu tiếp nhận FDI, nước chủ nhà khuyến khích áp dụng hình thức liên quan, thậm chí trong một số lĩnh vực đầu tư cho phép liên doanh để kiểm soát nhà đầu tư nước ngoài. Khi hoạt động FDI ổn định, hình thức doanh nghiệp 100% vốn FDI là hình thức chủ yếu. Về mục tiêu thu FDI của các vào các khu công nghiệp, thì khu công nghiệp với đặc điểm là nơi được đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và thu hút các nhà đầu tư cùng đầu tư trên một vùng không gian lãnh thổ. Do vậy, đó là nơi tập trung và kết hợp với sức mạnh nguồn vốn trong và nước. Vì vậy, thu hút nguồn vốn FDI vào các khu công nghiệp giúp thành phố đạt được mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, như là tạo tiền đề để đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại và kích thích sự phát triển các ngành công nghiệp, hỗ trợ vào doanh nghiệp trong nước, theo là tạo cái công ăn việc làm, xóa bỏ sau đó giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy việc hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng và hạt nhân, hình thành cái đô thị mới. Về vai trò thu hút FDI vào các khu công nghiệp, về cái khía cạnh kinh tế thì nó đóng góp vào nguồn thu ngân sách của thành phố. Cho đến cái thời điểm hiện tại thì đầu tư FDI vẫn còn là một kênh dùng để tăng ngân sách cho thành phố khá lớn. Đầu tiên thông qua những chương trình dự án đầu tư mà các nhà nước chúng ta có thể thu thuế, lệ phí và các khoản thu khác. Các dự án này còn góp phần thúc đẩy kinh tế. Tăng thu ngân sách cho thành phố. Hai là thông qua cái chương trình dự án mà cơ sở vật chất quốc gia tăng trưởng, tạo những bước đà mới, bước sống mới cho nền kinh tế phát triển năng động hơn. Cho đến nay thì các công ty tập đoàn ngoại quốc đã và đang tham gia vào các dự án cốt lõi của nền kinh tế thành phố, như giáo dục, giao thông vận tải, điện tử viễn thông, công nghiệp công nghệ cao. Tiếp theo là nó tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác trong nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế. Hiệu quả các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có tác động lan tỏa đến các cái thành phần kinh tế khác của nền kinh tế thành phố Hà Nội thông qua các cái doanh nghiệp có FDI và các doanh nghiệp trong nước, công nghệ, năng lực quản lý kinh doanh. Mặt khác thì các doanh nghiệp nước ngoài cũng thường có lợi thế về vốn, công nghệ tiên tiến và kỹ năng quản lý tốt hơn các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Do đó sẽ tồn tại những nguy cơ các doanh nghiệp trong nước không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Ngoài ra thì các tập đoàn đa quốc gia khi đầu tư vào một nước thường sẽ kéo theo rất nhiều nhà cung cấp linh kiện, phụ trợ
cũng như doanh nghiệp phụ trợ này sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với các doanh nghiệp trong nước. Và chính vì vậy, các thành phần kinh tế trong nước phải tìm ra con đường hoàn thiện và tiến hành cái quá trình chuyển đổi công nghệ nhằm mục đích cái thích ứng trong cái bối cảnh toàn cầu hóa. Nếu không sẽ sự mình đòi hỏi ra con đường kinh doanh. Theo là mở rộng quan hệ hợp tác giữa địa phương với các địa phương khác được đầu tư FDI, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và chiếm tỷ trọng cao trong tổng xuất khẩu của các thành phố và thông qua các mạng lưới tiêu thụ của các doanh nghiệp đa quốc gia, tập đoàn xuyên quốc gia và thị trường. Mà có tiếp cận được cái thị trường thế giới. Và bên cạnh đó, các nhà đầu tư góp phần đưa nền kinh tế giữa các địa phương kết nối với nhau, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa các địa phương. Tiếp theo là cái việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại, nhất là những cái nước đang phát triển. Thì ở cái nước đang phát triển còn hạn chế về trình độ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, là hậu dẫn tới cái năng suất lao động thấp. Khi đầu tư vào một quốc gia, chủ đầu tư không chỉ đầu tư vốn mà đầu tư hàng hóa hiện đại như máy móc, thiết bị nguyên liệu, tri thức khoa học và bí quyết, hoặc là đưa chuyển giao và hỗ trợ các lĩnh vực cần thiết phục vụ cho hoạt động của dự án. Chính vì vậy, chúng LNG chất lượng cao là rất quan trọng nhằm thúc đẩy nền kinh tế của các nước đang phát triển đi lên thông qua các hình thức chuyển giao công nghệ, mua bằng phát minh sáng chế, nhập khẩu máy móc công nghệ, trao đổi là cơ sở quan trọng trong quá trình phát triển số ngành kinh tế mũi nhỏ ở nước sở tại. Đồng thời, việc thu hút vốn FDI chất lượng cao sẽ khắc phục được thu nhập hiện tượng du nhập các công nghệ lạc hậu bởi gây ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và môi trường. Về kế hoạch nhà xã hội thì nó sẽ tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua dự án FDI chất lượng cao, thì sẽ có nhiều doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp sẽ mở rộng quy mô, từ đó sẽ tạo ra việc làm cho nhiều lao động ở các thành phố. Và nguồn nhân lực quản lý này sẽ nhanh chóng tiếp thu nhiều kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm liên kết quản lý và chỉ nhân lực đàm phán. Công lao động sẽ được đào tạo thành lao động có tay nghề cao, nhanh chóng học hỏi, tiếp thu được kỹ thuật lao động, tác phong làm việc, cách hoàn thành công việc tốt và làm việc lâu dài trong các nhà đầu tư. Tiếp theo là nó nâng cao đời sống cho con người. Các cái doanh nghiệp FDI sẽ được cao ấy, ngoài việc chú trọng về tăng trưởng, còn rất chú trọng đến các điều kiện về vật chất, về nơi ăn trốn ở, sinh hoạt, điều kiện về văn hóa, tinh thần, điều tiếp cận thông tin, sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao của lao động, thì nó tác động tích cực đến sự phát triển lâu dài, góp phần nâng cao quyền ảnh của doanh nghiệp, đảm bảo nguồn nhân lực sản xuất. Đồng thời, những doanh nghiệp này cũng mang tới mức tiền lương cao hơn thị trường trong hỗ trợ giảm thiểu rủi ro lợi thế sản xuất của doanh nghiệp để họ lan tỏa các quốc gia những cái nhanh khác. Về đối với môi trường thì FDI là tăng nhu cầu chất lượng môi trường, và nếu những địa phương tiếp nhận đầu tư có nhu cầu tăng chất lượng môi trường như là tăng thu nhập, tăng nguồn
các tổn hại môi trường sẽ đảm bảo việc FDI làm tăng thu nhập, sẽ góp phần tăng các nhu cầu về môi trường. Theo đó, FDI chất lượng cao trong quá trình hoạt động sẽ được áp dụng công nghệ mới hiện đại hơn, thân thiện với môi trường hơn các nhà sản xuất trong nước. Do đó, việc FDI chất lượng cao sẽ cải thiện môi trường của quốc gia. Thì trên đây là toàn bộ nội dung của video này. Ở trong phần video sau thì mình sẽ tiếp tục triển khai với mọi người nội dung và sử dụng đánh giá thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố và một số phần khác. Ở video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.